Con biết xuân này mẹ chờ tin con. Ở T30, hẳn bà Phương Hằng nhớ mẹ mình lắm khi đã sắp sửa Tết. Thân chào quý khán giả thân yêu của bản tin online. Chúng ta đã từng hy vọng, dù biết rất nhỏ nhoi, rằng cái Tết năm nay với bà Hằng sẽ là cái Tết an vui, sum vầy bên gia đình, bên chồng con và cả người mẹ già đang ở nhà mòn mỏi ngóng trông. Tuy nhiên, thông tin tiếp tục tạm giam lần năm là 2 tháng, cộng với việc ba trợ lý bị khởi tố đồng phạm với CEO Nguyễn Phương Hằng đã cho chúng ta thấy vụ án sẽ còn kéo dài. Cũng như Tết này, có lẽ bà Hằng không thể về đoàn tụ bên người thân. Bản tin online tự hỏi, không biết suốt thời gian dài bà Hằng bị tạm giam, mẹ bà hơn 90 tuổi ở nhà cảm thấy như thế nào đây khi mòn mỏi đời trông nhưng mãi không thấy con về. Ở bên chốt cuộc đời, những tưởng người mẹ ấy đã không phải lo, phải nghĩ, đã vui vẻ hưởng phúc tuổi già bên cháu con. Nhưng ai có ngờ đâu, chỉ vì những cuộc đấu tố trên mạng để tìm lẽ phải, tìm sự thật, tìm công lý, người mẹ 90 tuổi giờ mòn mỏi đợi con yêu trở về. Có nỗi đau nào dai dẳng hơn thế? Bản tin online chạnh lòng khi nghe nhiều người nhắc nhau đã cuối năm, đã sắp Tết. Những câu hỏi, Tết này có về quê không? Tết này mẹ nhắn. Bỗng lặng người khi bắt gặp bài viết cũ khi bà Phương Hằng khoe mẹ mình trên sóng livestream. Hôm qua, vào ngày 27 Tết, bà Phương Hằng bất ngờ livestream cùng với người mẹ 91 tuổi của mình. Tại đây, mẹ ruột của nữ CEO đã có những lời phát biểu đầy bất ngờ về người con đại gia. Trước đây, bà Phương Hằng khẳng định không có bất kỳ anh chị em hay người thân nào ngoài người mẹ già khoảng 90 tuổi. Nhắc đến bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng, Dũng là vui, ai ai cũng phải ngưỡng mộ bởi bản lĩnh của người phụ nữ này. Bà không chỉ sở hữu khối tài sản khổng lồ mà còn giỏi giang trong lĩnh vực kinh doanh, chưa từng thất bại trên thương trường. Giàu có là vậy. Tuy nhiên, cuộc đời của bà Phương Hằng cũng nhiều truân duyên, sóng gió, kể cả mối quan hệ họ hàng hay anh chị em ruột thịt cũng không mấy mặn mà. Thậm chí trước đó, trong một buổi livestream, bà Hằng còn khẳng định không có bất kỳ anh chị em hay người thân nào ngoài người mẹ già khoảng 90 tuổi. Có thể thấy, người mẹ già của bà chủ Đài Nam có gương mặt phúc hậu, nước da đẹp, lối ăn mặc giản dị. Dù đã 90 tuổi, nhưng trong cụ bà vẫn khá minh mẫn, khỏe mạnh. Dù không thường xuyên chia sẻ về mẹ, thế nhưng những lời nói cũng như cử chỉ cho thấy bà Phương Hằng là một người con hiếu thuận, dành trọn bổn phận với đấng sinh thành của mình. Cũng trong buổi livestream ngay hôm qua, mẹ ruột của CEO Nguyễn Phương Hằng đã có những chia sẻ đầy bất ngờ về người con đại gia của mình. Cụ bà ngoài 90 tuổi nói rằng, tôi đi ở nhà xúc gạo cho, cái mà lúc giải phóng, tôi đi ngoài đường ngoài chợ, ở nhà xúc gạo cho người ta. Về thấy cái thùng gạo hết lưng nữa, hết hồn, hỏi nó gạo đâu mất hết trơn rồi con cho hết rồi. Lúc đó, hiếm có gạo mà nó xúc cho người ta. Hỏi nó gạo đâu hết rồi, nó bảo nó cho ông già đó, thấy ổng khổ quá, tội nghiệp ổng. Bà Phương Hằng hỏi mẹ ruột của mình, bây giờ ngoại mới thấy thương con phải không? Ngay sau đó, người mẹ hơn 90 tuổi của nữ CEO trả lời thẳng thắn, con hay làm phước. Cuộc nói chuyện đầy thú vị giữa doanh nhân Phương Hằng và người mẹ đã ngoài 90 tuổi cho chúng ta thấy, ngoài nổi tiếng trên mạng xã hội, thì doanh nhân này còn là một người cực kỳ có hiếu với đấng sinh thành của mình. Bà Phương Hằng cũng rất hạnh phúc chia sẻ rằng, những người nào lớn tuổi như tôi mà còn được có mẹ để khoe là hạnh phúc nhất đời rồi nha quý vị. Trước đó, doanh nhân Nguyễn Phương Hằng chia sẻ, tôi về sống với anh Dũng 15 năm rồi, tôi theo anh Dũng, tôi như một người không có gia đình, tôi chỉ có nuôi một mẹ già. Thật sự anh chị em tôi cạch mặt 15 năm nay rồi, cho nên đừng nói anh chị em gì ở đây với tôi hết, không có đâu. Tôi chỉ có một mình và tôi có những cái góc khuất khổ đau riêng của tôi, có những cái hoàn cảnh riêng của tôi. Tôi cũng không có cơ hội để trần tình với quý vị, cho nên họ không liên quan đến tôi. Quý vị thử hỏi xem, bây giờ có ai nhận là anh là chị của tôi không? Không hề. Có bà ngoại 90 tuổi, tôi thương bà ngoại, tôi lo cho bà ngoại. Đó là lương tâm, là đạo đức, là lòng hiếu thảo của tôi dành cho bà ngoại. Bà Phương Hằng tiếp lời. Thưa quý vị, đọc lại bài viết cũ, ngẫm lại thấy thương cho gia đình bà Hằng. Khi con thơ đợi mẹ, mẹ già lại mòn mỏi ngóng tin con, chồng xót xa cho vợ mình. Vâng, mẹ ngóng tin con bao nhiêu thì có lẽ bà Hằng ở T30 lại xót xa bấy nhiêu. Khi những tháng năm cuối đời lại để mẹ mình phải lo lắng cho đứa con gái đã đi qua hơn nửa đời người. Và càng nhớ,
càng thương đứa con còn thơ dại, đang cần lắm vòng tay mẹ ôm ấp, che chở, yêu thương. Tết này có lẽ là cái Tết buồn thương, không chỉ riêng CEO Nguyễn Phương Hằng, gia đình bà, mà còn là cái Tết buồn đối với cộng đồng yêu mến bà chủ Đài Nam, đúng không thưa quý vị? Nhân quả trong vụ án Nguyễn Phương Hằng. Thưa quý vị, tuần vừa qua có lẽ là một tuần có quá nhiều tin buồn đối với những ai yêu mến bà chủ Đài Nam, khi những diễn biến mới nhất về vụ án toàn bất lợi đối với bà Hằng, đặc biệt khi Tân, Hà, Nhi, những trợ lý thân cận nhất của CEO Đài Nam cũng đã bị khởi tố. Chưa kể, nhiều khách mời liên quan góp mặt trong các livestream cũng như các YouTuber ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng rất có khả năng sắp tới cũng sẽ dính án theo lời khẳng định của Đinh Lan. Vụ án kéo dài và suốt 8 tháng qua vẫn luôn là những thông tin bất lợi đối với bà Hằng. Trong khi đó, từ phía những người từng bị bà Hằng vạch trần, dù bà từng bảo do đọc báo nằm mơ, nhưng phần nhiều những tố cáo này đã đúng, thì không thấy bất cứ một động thái nào về việc sẽ xem xét lại hay điều tra làm rõ thực hư. Nhiều cư dân mạng đã liên tục lên tiếng, họ không hy vọng rằng bà Hằng sẽ được đình chỉ, sẽ được tuyên vô tội. Nhưng họ mong mỏi các cơ quan chức năng có thể lật lại các vụ liên quan đến việc Võ Hoàng Yên lừa đảo, đến việc Hoài Linh đã ngâm 14 tỷ từ thiện trong suốt nửa năm trời, đến sự không rõ ràng minh bạch trong sao kê hay việc sử dụng tiền sai mục đích ban đầu của nhiều sao việc khác. Cũng như việc bà Hằng từng bị nhiều cá nhân được tuyên là bị hại trong vụ án, kích động trước, xúc phạm trước, bôi nhọ danh dự nhân phẩm cá nhân cho đến cả doanh nghiệp Đài Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu trước. Nhiều cư dân mạng vẫn tỏ ra vô cùng khó hiểu khi tại sao vụ án này đến nay vẫn chỉ xử mỗi bà Phương Hằng, còn những người kia thì tại sao lại hoàn toàn vô can. Trong số đó, bác Bùi Mạnh Cảnh, một cán bộ về hưu từng công tác trong ngành tòa án, cũng chung cảm xúc đã đưa ra những nhận định cho rằng vụ án này đang bị điều tra thiên về một hướng, còn nhiều điểm khúc mắc khó hiểu trong vụ án 331 được xác định là có tổ chức, có đồng phạm như hiện nay. Tại sao vị cựu cán bộ lại có nhận định gay gắt như vậy? Bạn tin online mời quý vị theo dõi nguyên văn chia sẻ của bác. Đối với vụ án Nguyễn Phương Hằng, thời hạn điều tra đã hết theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Kết quả điều tra đã được gửi cho Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đã hai lần Viện Kiểm sát Thành phố đều không chấp nhận kết quả điều tra, luôn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Trong khi kết quả điều tra phản ánh Nguyễn Phương Hằng xúc phạm đời tư cá nhân, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, một tội ít nghiêm trọng theo Điều 155 Bộ Luật Hình sự thì lại quy kết cho Nguyễn Phương Hằng vi phạm tội theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự, một tội nghiêm trọng, hoàn toàn không có hành vi phạm tội, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh buộc phải ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở, tạm hoãn xuất cảnh đối với ba bị can giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng, gồm Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân. Liệu có đúng quy định của pháp luật khi cả ba người này đều ở trong tình trạng bất khả kháng trong quan hệ lao động? Nguyễn Phương Hằng là chủ sử dụng lao động, còn họ chỉ là người lao động. Các giấy tài áp dụng cho Nguyễn Phương Hằng liệu có cần thiết phải bắt giam, gia hạn tạm giam hết lần này đến lần khác như thế không? Tôi không nói việc làm đó đúng hay sai đến đâu. Việc này thuộc trách nhiệm của những người tố tụng và tham gia tố tụng. Chỉ muốn nói, bất cứ ai, dù giữ bất cứ cương vị gì, to đến đâu đi chăng nữa, thì bàn tay không che được mặt trời, nhân quả không chừa một ai. Gieo nhân nào, gặt quả nấy, đó là quy luật muôn đời.